Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay dân dép sẽ chia sẻ với các bạn cách chúng ta cài đặt PHP 8 vào máy tính của chúng ta. Thì ở đây trên máy tính của mình là cái môi trường Windows. Thì để cài đặt PHP thì các bạn có thể vào cái trang php.net này, thuộc download. Các bạn kích chọn download thì đây có các cái version, có cái version cho các bạn. Thì hiện tại có cái version phổ biến như là 7.3.29 này, 7.4.22 này và cái bản 8.0 .9 đấy. Thì các bạn nhớ trên Windows mình có thể tải các cái gói này, còn trên Windows thì các bạn kích vào cái phần Windows Download này, hoặc các bạn có thể tải bản zip này. Đó. Bản zip này. Sau khi tải về này, các bạn thấy ở đây nó có các cái có cái folder nó đã ấy sẵn rồi. Đấy, các bạn giải nén nó ra thôi. Giải nén nó ra một cái thư mục nào đó C chẳng hạn là mình có thể dùng được. Hoặc cách đơn giản hơn, cách đơn giản hơn thì các bạn vào Google, các bạn gõ từ SAM, thì cái SAM server này mình hay sử dụng với cái SAM server này, thì các bạn kích vào cái download này, download này thì đây SAM nó cũng cho Windows này, có các cái bản 7.3.29 này, 7.4.22 và 8.0.9. Đây là những cái bản phổ biến đúng không? Hoặc là cho Linux này, SAM cho Linux này, rồi SAM cho Mac OS này. Đấy thì mình cho Windows thì các bạn nên tải cái bản 8.0.9 thì các bạn kích vào download này thôi. Để nó tải cái file cài đặt SAM về cho chúng ta. Sau khi tải xong thì các bạn mở vào cái folder nó vừa tải đấy. Các bạn chuột phải vào tiến hành cài đặt run với admin thôi. Đấy, thì nó sẽ lên cái giao diện cài đặt này. Các bạn chọn OK này, xong các bạn chọn Next, mình Next Next vài cái là được. Đây là các cái require nó cài đặt kèm theo, ví dụ như là MySQL này. Đấy, như mình nói là trước cũng có giới thiệu với các bạn để cài đặt MySQL hay là PHP thì đơn giản chúng ta dùng SAM với SAM server này thì gần như nó có hết cho chúng ta này. Đấy, có FileZilla FTP này, rồi Curl Mail, rồi Tomcat, có cái ngôn ngữ như là peer này. Đấy, thì mình cứ require hết PHP MyAdmin này. Đấy thì để cài đủ thì các bạn require hết, chọn hết và các bạn chọn Next thôi. Đấy, và sau tiếp đến thì các bạn chọn thư mục cài đặt. Đấy, thường thì mình hay đặt ở ổ D, các bạn có thể chọn ổ C cũng được. Đấy. Đấy, ở đây thì mình tạo một cái folder ra. New cái folder. Đấy, SAM. Đấy, 80. Đấy, sửa thẻ. Đây có cái version SAM khác nhau của mình. Đấy, các bạn select folder thì nó sẽ cài vào đây. Sau các bạn chọn Next, đây là các cái language. Đây đây mình sử dụng tiếng Anh. Đây có tiếng Anh với tiếng gì đây? Đây tu là tiếng gì ạ? Đấy, thì mình chọn tiếng Anh này. Các bạn chọn Next. Cái tích này tích cũng được hoặc không tích cũng được, thì kích xong rồi nó go to đến cái trang bitnami.com rồi. Các bạn ấn next này. Thì đây nó sẽ tải các cái packet và giải nén các cái packet về cho chúng ta. Sau khi nó tải và giải nén xong thì nó sẽ lên màn hình các bạn kích finish này thôi, thì nó có hỏi các bạn là có muốn start với cái control panel của nó không. Đấy, mình chọn OK. Đấy, thì nó sẽ show lên cái màn hình control panel này. Đấy, thì
Để start thì các bạn APC thì các bạn kích start này thôi, nó sẽ run lên này. Đấy, còn trong cái trường hợp mà các bạn run lên này nó không chạy được cái port 80 và 43 thì các bạn có thể xem cái video là trên port trong SAM của mình, hoặc là khắc phục cái lỗi mà thằng NK System nó chiếm cái port 80 ấy, thì mình sẽ để cái video đấy ở dưới mô tả thì các bạn có thể xem thêm. Đấy, còn khởi động máy SQL thì các bạn start cái này thôi, thì nó sẽ mặc định của chúng ta là cái port 3306. Những cái port này thì mình hoàn toàn đều có thể đổi được. Đấy, thì sau khi cài đặt xong thì các bạn check thì các bạn localhost, các bạn gõ localhost thì nó sẽ go to vào cái phần 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 SAM này, hotbar của SAM này. Đấy, thì đây là SAM Apache này cộng MariaDB PHP cộng Pure đúng không? Đấy, thì cái version SAM này là 8.0.9, cái bản vừa rồi mình vừa cài đặt đó, đúng không? Đấy. Thì đấy là mình đã cài đặt xong PHP lên máy tính của mình rồi. Đấy, thì để sử dụng thì với SAM thì các bạn code đấy, thì ở trong cái folder SAM này thì có cái folder là htdoc này. Đấy, thì mình sẽ tạo các cái project ở đây. Đấy, thì với SAM thì mình sẽ tạo các project ở đây để mình chạy. Đấy, thì mình đã cài đặt xong PHP 8.0 với SAM. Thì video này mình xin dừng lại tại đây. Các bạn hãy cho mình một like.